Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lại làm cho các bạn một cái gọi là củ sạc zin của Apple nó như thế nào nhé. Đây là củ sạc zin của Apple này. Nhưng chẳng qua máy mình chỗ này nó tối quá, nó không zoom được. Các bạn thông cảm nha. Đây là củ sạc zin nhé, không phải là củ sạc fake nha. Củ sạc zin của Apple, của Apple sản xuất nha, của iPhone ấy. Giờ mình bóc cho các bạn xem. Do chỗ này ánh sáng mình hơi yếu vì trời đang mưa ấy. Đây này, đây là củ zin luôn nhé các bạn nha. Đây mình cho các bạn xem, cần nó phải trắng lịch này, các chấu của nó này nó rất là khít này. Chẳng qua máy mình nó lấy len hơi khó quá, không lấy được cận đấy. Những cái mép này các bạn phải chú ý, những cái mép lối này nó phải mịn màng này, và nó không gì này, không có chỗ hở này. Kể cả nhìn cái đấu sạc của nó này, cầm rất là trắng lịch nha các bạn nha. Đây là cái bọc, vỏ bọc của nó, đây là sạc zin của nó này, chuẩn phiên bản Việt Nam luôn nhé các bạn nhé. Nếu mà các bạn muốn sạc chuẩn cho iPhone mà cho pin nó bền ấy, thì các bạn nên dùng loại này nhé, loại sạc zin của Apple nhé. Đây là mình mua củ này là củ 20W chuẩn luôn. Nhưng nếu mà ở bên trong những các tiệm lớn như FPT hay là cho đến Thế Giới Di Động ấy, nó bán củ này nó phải lên tới tầm từ 6 đến 700 nghìn nhá. Như đây là mình lấy theo kiểu giá của chỗ anh em thợ thì giá nó sẽ rẻ hơn nha các bạn nhá. Nó chỉ rơi vào dao động khoảng tầm 300 trên 300 nghìn một củ này nhá. Đấy là củ zin nhá, 300 trên 300, có thể là lên tới 400 cũng có nhá. Mà tùy từng người lấy thôi các bạn, lấy số lượng nhiều thì nó mới rẻ. Mà đây là củ zin nhá, không phải củ fake, các bạn nên nhớ thế. Thế là giá thợ thì nó mới có như thế. Còn như người bình thường đi ấy, là người ta bán cả một bộ, cả dây zin, cả gì này nó phải lên tới 600 nghìn cho đến 500 rưỡi nha các bạn nhá. Đấy là gọi là giá, gọi là bán giá lẻ, nó tùy từng chỗ bán, còn mình không biết như nào. Còn đây là mình mua nguyên củ không. Nếu mà mình mua lẻ này thì chắc phải tầm 350 đến 400 nha. Đấy. Tôi xin chào các bạn nha. Mình muốn giới thiệu cho các bạn để lần sau các bạn mua thì phải lên mua củ zin và xem kỹ củ sạc của mình vào nhá. Không, trên bên ngoài thị trường bán tận hàng giả thôi. Tôi xin chào các bạn nha.